Bây giờ cái điều đầu tiên là mình phải chạy nhám cho nó sạch cái này. Hello các bạn và anh chị em nha. Cái móng đó mình thử nha các bạn. Coi cái móng, mình đo cái móng coi. Ok, một móng. Khi mình đo mình nhớ make sure là hai bên hông nó đầy đủ nha các bạn. Còn nếu như mà nó trên đây nó khi đi cồ của nó không có fit thì mình kéo xuống chút xíu ha, mình kéo xịt xuống chút xíu cũng được, mình không cần phải đẩy all the way up. Ok, hai ngón. Cái này hướng dẫn cho các bạn làm chơi cho vui thôi nha. Này hướng dẫn chơi cho vui thôi nha quý vị. Chơi vui thôi. Rồi xong. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái chai số 1 này nha. Mình lấy cái chai số 1 này. Hello, hello bà con cô bác, quan viên hay họ, đàn trai đàn gái, đàn bóng lai cái đứng qua bên. Ok, mình bỏ cái bon vô. Các bạn biết bỏ bon như không? Cái bon á, bon là cái chai đầu tiên, là chai number one nè ha. Đầu tiên mình làm mình phải bỏ bon vô. Bon bẩn bon á, biết bon không? Bẩn bon á, bon bon sô-cô-la massage sữa ốc gà á, biết không? Biết bon bon sô-cô-la massage sữa ốc gà không? Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái prem này vô ha. Prem này vô. Prem á, prem á. Có biết không? Có biết prem không? Ok, rồi. Sau đó mình sẽ lấy cái chai số 3 này nè. Ha, cái chai số 3 này mình sơn như sơn treo vậy đó các bạn. Sơn cho nó đẹp nha. Make sure mình sơn cho nó đẹp. Cái treo này nó sẽ hơi đặc chút xíu. Nó là cái lớp bay để mà nó stand cái treo ít lên á. Stand cái móng của mình lên á, nó không có bị chóc á. Thì cái này các bạn phải sơn đầy đủ, sơn đẹp nha. Đừng nhiều quá, đừng ít quá. Nhiều quá thì nó đùn, mà ít quá nó không đủ dính. Hai cái gì cũng phải vừa vừa phải phải hết nha các bạn. Cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi, đừng nhiều quá, đừng ít quá. Bởi vậy người ta mới có câu là sức người có hạn, lựu đạn có chốt nha quý vị.
Nha quý vị, sức người có hạn, lựu đạn có chốt nha. Chè thuốc lốt rồi có đường. Ok, xong. Rồi, hơi vô máy đi. Hơi đi vô máy đi rồi. Các bạn mình hơn phút nha. Rồi, mấy cái móng này mình xếp đây đúng không? Đây, cái móng ngón út nè, thấy cái móng không? Cái chỗ này nó làm nhám sẵn rồi, mình không cần mài nữa ha. Cái mình lấy cái chai mà mình vừa mới quẹt á, không? Cái chai này không? Cái nhà đây nó có cái đèn pin nè, thấy không? Thấy cái đèn pin chiếu yêu không? Phong treo ngay đây, cái lát hồi Phong đưa vô Phong hơ cho nó dính rồi đút, mới đút vô máy, thấy không? Hello Nhật Nguyễn, khỏe không em? Mình hơi có 1 phút nha. Nói chung là cái treo ít thì Phong chỉ với các bạn, bạn nào muốn làm thì có một số các bạn hỏi Phong này làm treo ít đó. Phong thì nói thiệt chứ giờ thị trường nó muốn cái gì mình làm đó thôi, chứ giờ mình đừng tranh cãi làm gì ha. Đừng tranh cãi hả? Treo ít nó có ngớt hay không, đừng tranh cãi làm gì cho mệt. Ai đòi làm, ai không đòi thôi hả? Ai không đòi treo ít thì lấy bột ra đắp hả? Điếp. Còn ai đòi treo ít thì lấy treo ít ra làm ha. Chứ mình đừng có nói đúng sai, mệt lắm các bạn nha. Mình phải đi theo thị trường nha. Rồi bây giờ nè, cái này ha, Phong cũng mới làm treo ít có cũng không có nhiều đâu các bạn, nên biết cái gì chia sẻ lên cái đó, nhiều khi các bạn thông cảm nha. Phong biết Phong, cái cách của Phong chỉ là cái kiểu mà nó dân dã để các bạn đi kiếm tiền thôi, chứ phải cao siêu gì đâu nha. Rồi, cho mình quẹt vô chút xíu nè ha. Mình gạt vô trong chút xíu ha. Đó, make sure là nó đầy đủ. Rồi bắt đầu mình mở cái máy này lên nè. Bấm cái đèn pin cho nó sáng lên thấy không? Đó, bắt đầu mình kê vô. Đây mình đưa vô nè. Từ từ nha. Đó, bắt đầu nè ha. Bắt đầu chưa? Từ từ bắt đầu đưa vô nè. Cho nó vừa tới đây cái bắt đầu nè. Chiếu nó vô. Đó, chiếu nó vô. Nó cứng lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi vậy đó. Rồi tạm thời vậy đi. Tiếp tục chương trình chúng ta sẽ lấy tiếp. Cứ để yên vậy đi. À để yên vậy nha. Nè, tại vì bình thường nó có cái đèn mà Phong có. Nè, mình sơn lên nè, mình nhắm cái nail bed của mình đó, nó cỡ bao nhiêu ha. Bắt đầu mình sơn lên trên đây. Mình sơn cho nó ướt lên trên đây ha. Bắt đầu mình gạt ra chút xíu cho nó tràn, cho nó có treo nó tràn xuống dưới. Bắt đầu nè, mình cầm cái tay mình cứng như vậy ha, cái mình đưa vô đây nè ha, đưa nè ha. Bắt đầu mình nhấn xuống chút xíu cho nó tràn hết ra, nó không có bong bóng. Rồi tới đây ngưng, rồi bắt đầu chiếu đèn vô. Rồi đếm từ 1 đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bồi. Rồi vậy đi, tạm thời vậy đi. Rồi tiếp tục chương trình nha. Là các bạn cứ canh nè, cái khúc móng của các bạn, của khách như thế nào ha. Hô ngay nè. Thì bắt đầu mình án chừng ví dụ ngay đây mình quẹt tới đây thôi. Không? Mình án chừng thôi nha. Chứ mình đâu phải thánh đâu, mình nhìn để mình biết chuẩn xác được. Nào bắt đầu tiếp tục ha. Kê vô nè. Nào. Nào bắt đầu kê vô, kê cái đèn chiếu yêu vô, chiếu nó vô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bồi đâm da xì heo. Rồi, vậy đi. Cái này giống như trò chơi của con nít các bạn. Tiếp tục chương trình 3 giờ nhảy lên xì quét nha. Tiếp tục chương trình 3 giờ nhảy lên xì quét. Ông già tức quá, nhảy lên cắt kéo đá na 2000. Nè, bắt đầu đưa vô nè, không? Nè, ốp vô nè. Đưa đây cái, bắt đầu nè, không? Bắt đầu ấn nó xuống. Nó sẽ lem ra. Bắt đầu đưa vô, đưa cái đèn vô. Chiếu ngay cái móng.
thằng Joyce. Cái này chưa được các bạn, phải ra làm lại. Tại các bạn biết sao không? Thiếu treo. Này phong quẹt bị thiếu treo rồi. Làm lại nha mấy chế ơi. Cho treo nhiều chút. Nè. Đó là chiếu vô. Rồi xong. Cái móng này ha. Rút kinh nghiệm nha các bạn. Rút kinh nghiệm mình đừng lấy ít quá, mình lấy ít quá nó không đủ treo nên nó dính. Phong cũng như các bạn thôi à. Cũng làm mà thấy nó lên biết cái gì mình chia sẻ với nhau thôi ha. Rồi. Thôi bắt đầu nè, đưa vô đây hô nè ha. Dạ, chiếu vô, chiếu đèn vô. Rồi. Sau đó mình sẽ đút vô máy hơn phút. Vậy là xong rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu tới cái phần mài dũa ha. Hai tay làm hết rồi hả? Tại biết sao không? Cái này là cái đèn mà giống như đáng lý là cái treo ít nó có cái đèn ở ngay đây, để ngay đây nè. Bắt đầu đưa vô chỉ cần đụng cái là cái đèn nó sáng lên nè. Hả? Ha. Do cái này là Phong không có cái đó, Phong xài đỡ cái đèn pin thôi. Nhưng mà đáng lý cái đèn treo ít nó phải có cái đồ á. Mình cái đèn treo ít nó để như nè. Đưa vô một cái tự nhiên nó sáng lên các bạn, nó có cái sensor nó sáng lên. Mình không cần làm gì hết. Mà tại vì Phong không có cái đó nên Phong phải xài đỡ cái này thôi nha. Anh ơi, cọ mua bao nhiêu được free shipping hả? Cọ là 3 đồng. Ở lộn, 3 cây sẽ free shipping nha các bạn. Và Phong có cái lớp học vào tháng 8, vào cuối tháng 8 nha các bạn, ngày 27, 28, 29 tháng 8. Và Phong có cái lớp ở Toronto, Canada, ngày 4, 5, 6 tháng 9 nha các bạn. Bạn nào muốn đăng ký cái lớp học làm nail từ căn bản nâng cao để đi làm kiếm tiền, chuyên về dũa xếp, đắp bột và kiriko ha. Và những cái design nhanh gọn lẹ cho salon á, thì các bạn đăng ký với Phong để mà học cái lớp ở Dallas, Texas tháng 8 ngày 27, 28, 29 và lớp ở Canada tháng 9 ngày 4, 5, 6 nha các bạn, ở thành phố Toronto, Canada nha. Rồi, sau khi mà mình làm xong xuôi hết. Không, bây giờ nó dính chắc lắm rồi các bạn. Bắt đầu mình cắt ha. Rồi mình cắt. Cắt cái bụp một cái. Cắt cái bụp một cái. Con cái cắt dài hơn chút. Cắt cái bụp một cái. Không, cắt cái bụp một cái. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái này ha. Bên đây Phong làm xong cái bên đây. Ha. Các bạn thấy không, treo ít đó, làm đẹp không? Không cần nó bột, hello. Nào bắt đầu nè, kê cái này vô cắt này ha. Bấm vô một cái nè. Bấm hai bên nè ha. Bấm hai bên. Rồi bắt đầu mình vũa. Rồi bắt đầu mình vũa ha. Nè. Nè, hai bên thẳng nè ha. Cúm cái đầu vô là xong. Thấy lẹ không các bạn? Nó giống như đồ trò chơi con nít vậy các bạn. Cũng không biết nói sao. Ai muốn làm, ai muốn làm thôi nha. Mình đừng tranh cãi nhau mất tình cảm nha. Nha các bạn, ai muốn làm ai không muốn làm thôi. Ai quen đắp bột thì đắp bột,
ai muốn làm châu ích à, thử một cái mới thì cứ làm ha, chứ mình đừng chửi nhau mất tình cảm nha quý vị, mình đừng có gây chiến tranh với nhau nha. Thế chung là mình cũng phải biết làm chứ, cái gì mình làm không quan niệm là làm nail cái gì cũng phải biết làm các bạn, nhạc nào cũng phải hát, sàn nào cũng phải nhảy hết ha. Khách vô muốn mày có châu ích không, nói có lương, mày biết làm ombre không, có lương, biết làm marble không, có lương, gì cũng phải biết làm hết các bạn. Khách vô đòi gì là mình cũng hốt hết, mình đừng có nhả ra nha, cái gì mình cũng hốt hết đó. Nhà nào mình cũng hát, sàn nào mình cũng nhảy hết nha các bạn. Vô hỏi gì cũng làm á. Vô hỏi ombre, do you do ombre? Yes I do. You do marble? Yes I do chu. You do châu ích? I do chu. You do deep? I do chu. You do chip nail? I don't do, sorry. Hỏi mày có làm rẻ không, nói xin lỗi nha, không có làm rẻ. Rồi xong rồi đó các bạn. Rồi sau khi mình làm xong hết tất cả mọi thứ ha, thì giờ tới cái lúc mà mình dũa. Bây giờ mình dũa đó các bạn. Bây giờ cạnh tranh là lắm anh ơi, nên cái nào cũng gặm một ít vô bàn rồi muốn bẻ lái sao thì bẻ. Trời ơi, ai mà nói hay quá vậy. Ngộ không? Chính xác luôn. Chính xác luôn các bạn. Bây giờ cạnh tranh lắm anh ơi, nên cái nào cũng gặm một ít vô bàn rồi muốn bẻ lái sao thì bẻ. Chính xác. Chính xác mới chết. Đúng rồi đó, em nói đúng rồi em. Cứ bắt nó vô bàn đi rồi bắt đầu là mình sẽ bày ra bát quái trận, bàn môn la hán trận để mình đi theo cái hướng của mình. Chính xác, em nói đúng. Chứ giờ mình nói là đu du đu chéo ít, nói no ai đon là thấy gãy ngay khúc đó rồi, đúng không? Chính xác không? Du đu chéo ít, no ai đừng lại chéo ít, no ok bye. Gãy ngay khúc đó là lấy gì mà đưa nó vô bàn để mà mình bày ra bàn môn la hán trận nữa các bạn, đúng không? Chính xác không? Bây giờ mình cứ học đi, học được gì học. Nói you do chéo ít, nói yeah I do, please have seat please, ma'am please have seat. Không, have, một khi mà đã have seat rồi là khó là stand up lắm nha. Bắt đầu mình vũ đó ha, mình vũ y như là vũ bột vậy, nhưng mà này khỏe hơn vũ bột tại nó đâu có tràn lên trên da đâu. Đâu có tràn lên trên da đâu, mình dũa cho nó sạch cái khóe để bắt đầu mình sơn cho nó đẹp thôi à. Anh ship có double qua châu Âu không anh? À, có em, anh có ship qua bên châu Âu. Em ở Đức nào? Nếu mà ở Đức đó là anh có chi nhánh ở Đức nha. Anh có đại lý ở bên Đức. Khách ok là được, đúng rồi, chính xác. Khách ok là ok thôi. Khách muốn làm gì làm, muốn gì chiều đó hả? Cứ làm đi các bạn ơi. Ngày xưa đâu có ai tin là deep nó sẽ phát triển đâu. Deep thế này, deep thế kia. Kệ đi, cứ thử give a try đi các bạn. Không mất mát đi đâu đâu. Học được thêm cái gì mình hay cái đó thôi. Đâu gì đâu các bạn. Chứ mình bảo thủ quá, mình bảo thủ quá, nhiều khi mình dễ bị chết lắm các bạn. Mình không chịu đổi mới á, mình không đi theo thị trường mình dễ chết lắm. Tôi không có thích chiêu ít tại vì chiêu ít nó không thể hiện được tài năng của tôi. Tôi không có thích chiêu ít tại vì nó quá đơn giản, nó giống như chơi của con nít. Trời ơi, gạt bỏ cái tôi của mình để mà thay đổi đi ha. Phong chỉ nói vậy thôi. Nó ít hiểu nhiều, nó nhiều hiểu không có nhiều.
Ok. Năm cái mà, chắc ăn trên á, à, lấy hẹn cho anh luôn em. Cỡ chừng 12 giờ. Sao? Họ phải hỏi nó phải tên trên không? Jenica. Jennifer. Jennifer Lú Bình hả? Yeah. Chưa làm xong này là có hẹn vô rồi, bực mình thiệt chứ. Rất là bực mình luôn á. Cái gì? Cái gì? 28 rồi, ừ, sao? Hôm nay mới 18 hả? À, hôm nay 18, ở à, gì, ngày 28 hả? Dạ. Ok, cho vô luôn. Ừ. Nên cho anh làm ngày chủ nhật nữa đó. Nhưng mà đừng múc anh cho anh nha. Ok, rồi bắt đầu. Ok, giờ mình sơn nha. Thầy cho em hỏi tại sao chạy máy máy đeo. Thầy cho em hỏi sao anh chạy máy đeo vậy? Chạy máy đeo là máy gì? À, chạy máy dẻo vậy hả? Dẻo hả? Ý em hỏi là tại sao anh chạy dẻo như vậy? Anh dẻo dẻo hỏi dẻo phải không? À, sở dĩ anh dẻo như vậy là ngày xưa ở nhà anh á, anh rang cà phê riết tay anh nó dẻo luôn em. Biết rang cà phê không? Rang bên này, rang bên kia á. Cái cuối cùng á, tự nhiên tay mình nó dẻo vậy luôn. À, với lại ngày xưa, đúng rồi, anh bán bánh tráng nướng nữa. Nội mà anh lật bánh tráng nướng thôi á, mà tay anh nó dẻo vậy luôn á. Nó dẻo như là khoai lang dẻo luôn á. Thầy có bán tay của thầy không? Trời gì ghê vậy. Thôi tập trung với chuyên môn nha, nãy giờ giỡn hơi nhiều rồi nha. Giờ mình sơn nè, mắc cười quá sơn được giờ đó. Thế chứ làm nhiều cái mình quen tay các bạn ơi. Không, oh man, đẹp, đẹp quá trời luôn, đừng chê treo ít nha. Đừng có chê treo ít nha quý vị. Học, cố gắng học đi, học được gì hay đó. Phong cũng đâu thích treo ít đâu đâu mà. Ủa quên, Phong cũng thích treo ít nhưng mà thích một chút thôi. Quên, nó lộn nha quý vị. Nhưng mà bây giờ Phong cũng phải học nè các bạn. Tại mình không học mình bị đào thải. Cái chuyện dễ hiểu. Phải học đi các bạn ơi, nên học đi các bạn. Đừng có chủ quan nha. Học được gì học. Ra đường hỏi có làm chú ít, nó nói sao không có chú ít, mình làm gì không biết à. Chứ giờ nói mình không làm chú ít cái mình đâm ra mình bị mất một cái khúc á các bạn, đâm ra mình bị quê á các bạn. Nói chung gì cũng biết làm hết, biết một chút, không cần biết giỏi, không cần phải giỏi, nhưng mà biết làm là ok, kiếm tiền là ok, không cần phải quá giỏi đâu các bạn ơi. Mình không cần phải là be the best, nhưng mà mình đừng có là be the worst nha các bạn. Mình không cần là một người giỏi nhất, nhưng mà mình cũng đừng có làm cái người tệ nhất là được rồi. Vậy thôi. Sơn lên, sơn treo lên. Không, không các bạn thấy ông Vũ sát rạc cái khóe luôn chứ đừng nói nha. Tay xấu cũng hành đẹp. Ừ, đẹp ha. Tay xấu, xấu. Rồi xong. Cúc tay vô máy. Nè. Hả? Với một cái người mà các bạn thử nghĩ coi, với một cái người mà không có khả năng double thì cái này là một cái cứu cánh cho họ nha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, tìm ai không thể nào mà chịu được mùi à, không có ngửi được cái mùi ly quỵt á, đây là một cái cứu cánh cho những cái tiệm đó ha. Đó, các bạn thấy không, treo ít đó cũng ok với bọn, đâu đến nỗi đâu ha. Lọ này mấy năm mới hết, anh có bán treo ít luôn à? Anh đâu bán đâu em,
anh là người của hãng, người của hãng Chisel, không uy dính vô sale nha. Các bạn muốn mua, các bạn ra ngoài supply các bạn mua ha, một cái hộp móng như vậy là 600 tip ha, 600 tip nè, các bạn cứ lựa cái tip mà nó nhiều size lắm, nhiều size. Ví dụ như ngón cái này ha, ngón cái này nè, con mở ra cho các bạn coi nha. Nhiều khi cái ngón cái này mình đút vô đây ha, mình lỡ mà nó không fit, cái này thì nó fit ok nè, nhưng mà lỡ nó không fit các bạn biết sao không? Xịt xuống chút xíu cũng được, đâu gì đâu. Xịt xuống chút xíu cũng được, đâu gì đâu. Lát mài cái gáp này đi là xong thôi, đâu gì đâu ha, đơn giản thôi. Rồi mấy cái chai này, ba cái chai này thôi, xài chắc 18 năm chưa hết quá. 1234 1234, học nay mai trốn. Là cái đầu tiên mình bỏ số 1 vô là bond, rồi bỏ cái số 2 là prem. Xong rồi bắt đầu mình sơn cái này cho nó đẹp, bắt đầu mình hơ 60 giây, rồi bắt đầu mình quẹt lên cái tiếp mình ấn vô nãy phong chỉ đó là xong. Nè, sơn cái lớp thứ hai ghê, các bạn thấy không, mới có một lớp thôi á mà nó đều như vậy rồi. Sơn lên đẩy sát lên khóe nha. Anh này hỏi gì anh làm cho ít có bị hư tay không khách không anh? Anh nghĩ cũng không có hư tay khách đâu, nhưng mà quan trọng cái lúc mà take off á, phải take off cho nó đúng cách. Thì mình mài xuống chút xíu, đừng có mài hết, rồi bắt đầu mình ngâm. Mình ngâm cho nó rơ, cho nó rã ra. Chứ mình đừng có lấy cái đồ mà mình bẫy lên như là lấy xà beng mà bẫy nắp cống, thấy là chết nha các bạn, là coi như hư tay khách nha. Nhớ là mình mài mỏng xuống, mình cắt xuống rồi bắt đầu mình mài mỏng xuống như là gỡ bột vậy đó. Rồi bắt đầu mình hơ, mình đưa vô acetone mình ngâm nha các bạn. Chứ không phải lấy đồ mình nỉa như là lấy xà beng nảy nắp cống là chết á nha, là hư tay của người ta luôn á. Nha các bạn, đừng có làm vậy nha. Cái này feel anh nghĩ không feel được em ơi. Gỡ ra, mỗi lần làm gỡ ra ha. Nó giống như là làm dip vậy đó mà đẹp ha, dễ làm. Mấy cái tay 66 lên là quá đẹp luôn, xuất sắc như mấy cân. Em có thể tìm shop online ở châu Âu ở đâu vậy anh? Em liên hệ ở châu Âu, em liên hệ với lại là Leo Kelnail Supply nha, ở bên UK, Kelnail Supply, K chữ K chữ E chữ O, Kelnail Supply có bán của hàng của Chisel. Feel được, Phong nghĩ feel ok, nhưng mà các bạn biết sao không? Phong nghĩ đừng feel các bạn ơi. Nếu ai muốn feel thì lấy cái treo này nè, quẹt lên trên cuticle, bắt đầu hơ vô máy rồi mài. Để khi nào anh làm cái video anh chỉ cho tháo nha. Để bữa nào anh chỉ cho cách tháo nha. Thân anh clip nào của anh cũng hay, học hỏi được hết. Thank you em Trần Thế Anh, thank you very nhiều nha. Feel hoa treo. Thì nói chung là muốn feel gì feel à. Bây giờ mình lấy top coat mình sơn lên. Hạnh Huỳnh muốn, mình muốn mua cọ. Ok, Hạnh Huỳnh muốn mua cọ thì bắt đầu inbox cho Phong nha. Muốn order cọ size số mấy đó thì inbox cho Phong, nhắn tin cho Phong nha, hoặc gọi số phone 818-747-8781. Bây giờ mình sơn thấp cốt nè. Nhớ nha các bạn, mình học cái gieo ít này á, là mình học thêm một cái môn học cho mình đi làm kiếm tiền, có thêm tiền. Chứ không phải mình học cái này rồi để mình cãi lộn với mấy người khác nha. Mình đi làm chứ mình đi kiếm tiền chứ mình đừng đi kiếm chuyện nha các bạn. Ai chê treo ít thì cứ chê, ai làm treo ít thì cứ làm nha. Mình tôn trọng nhau ha, mình níu nhau mà sống nha các bạn. Chứ Phong cũng không muốn là Phong các bạn chê treo ít rồi khen treo ít hay gì. Ai cảm thấy hợp thì làm, còn thấy không hợp thì không làm nha các bạn. Quan trọng là cái người khách đó, họ có muốn trả tiền không thôi.
quan trọng là mình đi làm á, khách muốn cháo ít thì mình làm cháo ít, khách muốn đắp bột thì mình muốn đắp bột, mình đắp bột cho khách, khách muốn dip thì mình dip cho khách, vậy thôi nha, chứ đừng có bàn luận là đúng sai, là mệt lắm nha. Không có muốn gây ra sự chiến tranh đâu nha các bạn, mình dĩ hòa vi quý ha, đi làm kiếm tiền không có đi kiếm chuyện đã xếp. Put it in. Fill bằng số 3 cho nó dễ. Lấy cái số 3 đó mình fill lên, à, mình fill ngay xíu ngay trên kia, bữa nào chắc cũng phải thử fill cho ít coi sao. Coi nó có work không. Nếu mà work thì ok. Nếu mà fill không được á là bị gãy ngay khúc fill nha. Tại vì biết sao, khách họ đâu có muốn gỡ ra gỡ vô hoài đâu. Hả? Nếu mà fill được thì ok. Còn nếu mà không fill được là không ổn. Hôm bữa em thấy Instagram fill dùng builder treo làm nè, mà hình như không có fill được nhiều lần. Ok. Trời đẹp không các bạn? Không, đâu cần phải làm gì đâu. Tiếp thì nó có hết sếp rồi. Sướng. Khỏe. Không mấy full set đang 50, giờ làm cái này lấy khách cả chừng 30 thôi được rồi, 35 thôi. À, tại khỏe quá mà. Nói rằng cái là không ai muốn làm cho ít luôn đó, không ai dẹp bỏ luôn cho ít đi. Đang lấy tiền ngon tự nhiên được phát sinh ra này chi lấy ít. Cái dòng ăn quen bán mồi này đâu có muốn ăn ít đâu các bạn. Nên mình lấy cho ít thì mình làm cho ít thì mình lại phải lấy giá nó hơn nha các bạn. Chứ đừng có lấy giá thấp hơn thì nó vô nghĩa lắm nha. Tại sao phải lấy giá thấp hơn trong khi phải mua tiếp nè, mua mấy cái đồ này nọ nọ kia còn phải học nữa, để ra một cái service nó rẻ hơn thì không nên nha. Có lấy mắc hơn nha các bạn. Rồi, kết thúc chương trình, ba nhảy lên web. Đơn giản vậy thôi ha. Ok các bạn, thank you các bạn đã coi cái video nha. Bạn nào muốn mua treo ít thì đi ra ngoài supply mua nha, Phong không có bán nha. Nhớ nói lại, Phong không có bán nha. Đó, cần cái hộp tiếp này thôi, như lại mấy cái chai này. Ok, that's it. Ok các bạn, see you các bạn next video nha. Phong có cái lớp học làm nail tháng 8, ngày 27, 28, 29 tháng 8 ở Dallas, Texas nha các bạn. Cái lớp này Phong không có nhận nhiều, sở dĩ có cái lớp này là do cái lớp tháng 8, đầu tháng 8 á, nó đông quá, quá đông đi. Phong chỉ nhận được 30 người thôi, Phong không thể nào mà nhận hơn được 30 người, cái chất lượng nó không có. Phong không muốn cái chuyện đó xảy ra, đâm ra Phong mở thêm một cái lớp tăng cường vào cuối tháng 8. Thì cái lớp này có 10 người thôi các bạn. Hiện tại bây giờ chỉ còn 2 chỗ. Thì bạn nào muốn lấy cái chỗ vào cái lớp tháng 8, cuối tháng 8 này thì inbox cho Phong. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là Phong có cái lớp học ở Canada. Phong có cái lớp học ở Canada, ở thành phố Toronto, ngày 4, 5, 6 nha các bạn. Các bạn nào ở bên Canada muốn đi học để có một cái kiến thức căn bản vững chắc để đi kiếm tiền thì các bạn đăng ký vào cái lớp ở bên Toronto, Canada nha các bạn. Hoặc gọi số phone 818-747-8781 hoặc là inbox Facebook Phong Trần. Cảm ơn các bạn. See you next video. Bye bye. Love you all and love you more.